Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Miễn phí học trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 cho học sinh toàn quốc từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong thời gian 2 tháng từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020. Cần chấm dứt hoạt động bến đò không phép ở hai huyện Hậu Lộc và Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý người từ quốc gia có dịch về Thanh Hóa để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện cách ly 14 ngày đối với những người từ quốc gia có dịch hoặc đi qua vùng có dịch về Thanh Hóa tùy nguy cơ chứa nguồn lây nhiễm dịch và các biểu hiện lâm sàng sẽ thực hiện việc cách ly tại cơ sở y tế, tại các cơ sở cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa giao các địa phương cập nhật nắm chắc danh sách công dân địa phương đang làm việc học tập tại nước ngoài để thực hiện việc theo dõi, kịp thời cách ly đối với những người về Thanh Hóa từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch. Đồng thời khẩn trương xây dựng bố trí các khu cách ly tập trung tại mỗi huyện, thị xã thành phố và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc cách ly tập trung trong trường hợp dịch lan rộng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình học sinh cả nước nghỉ học kéo dài để phòng tránh dịch Covid-19, công ty truyền thông và giáo dục Toliha E-learning đã hỗ trợ mở miễn phí toàn bộ chương trình học trên hệ thống học trực tuyến Toliha.vn cho học sinh toàn quốc từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong thời gian 2 tháng từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020. Nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19 hơn một tháng qua không chỉ khiến Trịnh Yến Nhi, học sinh trường trung học cơ sở Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn buồn vì không được gặp thầy cô bạn bè, mà em còn lo lắng sẽ bị hỏng kiến thức. do đó sau khi được biết đến chương trình học trực tuyến miễn phí trên hệ thống học trực tuyến toliha.vn, Yến Nhi đã đăng ký về để ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học. À, em thấy các bài giảng ở trang trực tuyến toliha.vn này rất là dễ hiểu, rất thuận tiện cho em cho việc học tại nhà. Em có thể tua lại những khi nào mà cần học lại Và em nghĩ không chỉ trong những đợt nghỉ kéo dài này Mà sau này cho dù có quay lại trường học Thì em cũng sẽ tiếp tục học trên trang trực tuyến Tolia. Đặc thù công việc của tôi cũng rất là bận uh, Chăm sóc khách hàng từ sáng tới tối Và tôi đã được sự hỗ trợ từ Toleha.vn Chương trình học trực tuyến Và hiện tại bây giờ là uh, hai cháu bé nhà tôi Là một bé học lớp 8 và một bé học lớp 4 uh, Học trực tuyến trên chương trình của Toleha.vn thì trong thời gian học cái chương trình được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí đó, các bé nhà tôi học cũng rất là dễ hiểu, được các thầy trên chương trình trực tuyến là giúp cháu tiếp cận với bài vở và không quên các chương trình ở trường. Trong các tuần qua, công ty truyền thông và giáo dục Toliha E-learning phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố trên cả nước đã tặng miễn phí các khóa học online cho học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ cần học sinh có máy tính hoặc các thiết bị thông minh có kết nối mạng đều có thể tham gia học trên hệ thống trực tuyến toliha.vn mọi lúc mọi nơi. Chương trình học trên hệ thống toliha.vn được thực hiện bởi những giáo viên giỏi tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm giảng dạy đến từ khắp các trường học uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Không chỉ được nghe bài giảng trực tuyến, học sinh còn có thể làm bài kiểm tra trực tuyến, Kết quả làm bài sẽ hiển thị ngay sau khi học sinh trả lời tất cả các câu hỏi. Tôi vừa là giáo viên cũng là phụ huynh của học sinh học lớp 5 thì đang theo học cái chương trình trực tuyến cái trang toliha.vn thì tôi thấy chương trình dạy học này khá là hiệu quả. Bởi vì là thứ nhất là cũng tiết kiệm được thời gian, thứ hai là linh động về mặt thời gian cũng như là các môn học là các con có thể là tự học thay đổi môn học của mình. Khi học sinh truy cập vào để học thì các con sẽ thứ nhất là được học đi học lại rất nhiều lần, thứ hai các con được ôn tập và làm bài tập ở trên đó một cách rất hiệu quả. Kết quả sau khi học tập xong sẽ được gửi về mail cho phụ huynh. Phụ huynh sẽ biết được là tình hình cũng như chất lượng con học tập như thế nào. Đấy là một cái ưu điểm, ưu điểm thứ hai mà rất là quan trọng. Trong toàn bộ quá trình các con học, các con được tương tác với các thầy, các cô, được các biên tập viên của toliha.vn hỗ trợ. Tại Thanh Hóa, sau hơn 10 ngày, công ty truyền thông và giáo dục Tolihai e Learning đã hỗ trợ mở miễn phí toàn bộ chương trình học trên hệ thống học trực tuyến toliha.vn. Đã có hơn 3.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong tỉnh tham gia. Hình thức học và kiểm tra trực tuyến nếu được áp dụng thường xuyên sẽ tiết kiệm được thời gian, nguồn lực và giảm chi phí học tập. Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn vừa có thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Theo đó, số lượng cần tuyển dụng là 174 người, trong đó vị trí giáo viên mầm non là 158 người, vị trí giáo viên văn hóa tiểu học là 16 người. Các thí sinh đăng ký dự tuyển sẽ trải qua hai vòng thi, vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2 sẽ phỏng vấn để kiểm tra về năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Phòng Nội vụ thành phố Sầm Sơn, địa chỉ số 06 đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0905706666. Thời gian tiếp nhận từ ngày 27 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2020. Chi tiết về điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, nội dung xét tuyển, cách xác định người trúng tuyển Quý vị và các bạn có thể xem thêm tại trang thông tin điện tử samson.thanhhoa.gov.vn Những năm qua, hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng đã và đang có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân tỉnh Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có 5.590 nhà văn hóa, 4.650 đội văn nghệ quần chúng ở 27 huyện thị thành phố. Mỗi tổ đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng có từ 20 đến 30 hạt nhân văn nghệ là các diễn viên không chuyên, cán bộ nghỉ hưu, đoàn viên, thanh niên, người lao động. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm buổi biểu diễn và các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ được tổ chức đều đặn từ tỉnh xuống cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của tầng lớp nhân dân. Ở hầu hết các ngành và địa phương trong tỉnh, vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại, các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú hấp dẫn về nội dung, phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của từng địa phương đơn vị. Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh sẽ góp phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ xứ Thanh nói chung ngày càng phát triển. Nhờ quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nên đến nay huyện Nông Cống đã có 162 trên 199 làng, thôn đã được công nhận thôn, làng văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Huyện Nông Cống hiện có 29 trên 32 xã thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, 201 trên 201 thôn làng có nhà văn hóa, khu thể thao đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân chất lượng làng thôn văn hóa từng bước được nâng cao, giữ vững. Với những kết quả này, nhiều năm liên tục, nông cống được đánh giá là một điểm sáng của toàn tỉnh trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm sống vì cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân. Bản tin Thanh Hóa Ngày Mới xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý. Sau hơn một tuần hưởng ứng chương trình miễn giảm phí dịch vụ chuyển mạch của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 4 tháng 3 đã có thêm 15 ngân hàng tham gia chương trình miễn giảm phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng, nâng tổng số ngân hàng tham gia miễn giảm phí lên 32 trên 45 ngân hàng thành viên công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam. Trong bốn ngân hàng lớn, BIDV là ngân hàng có mức giảm mạnh nhất từ 7.700 đồng về chỉ còn 2.000 đồng trên một lần giao dịch, giảm 71%. Các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank hay Agribank giảm khoảng 25% về mức còn từ 5.500 đến 7.700 đồng trên một lần giao dịch. Theo dữ liệu thống kê từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, số lượng giao dịch của 32 ngân hàng miễn giảm phí đã chiếm 98% tổng số lượng giao dịch toàn hệ thống tính đến ngày 2 tháng 3, cục thương mại điện tử và kinh tế số đã ra soát trên 750.000 gian hàng và trên 2.759.000 sản phẩm tại các sàn giao dịch thương mại điện tử. gần 8.900 gian hàng với gần 23.000 sản phẩm vi phạm đã bị xử lý gỡ bỏ, đặc biệt là các sản phẩm y tế phòng dịch tăng giá gây bất ổn thị trường. trong đó, sàn thương mại điện tử shopee.vn đã gỡ bỏ gần 3.700 gian hàng và khoảng 4.800 sản phẩm khẩu trang, khẩu trang y tế và dung dịch gel rửa tay khô. Sen đỏ vn đã gỡ bỏ gần 3.100 gian hàng và gần 4.750 sản phẩm khẩu trang, khẩu trang y tế và dung dịch gel rửa tay khô. Ngoài ra, các sàn thương mại điện tử khác như chợ tốt com lazada.vn, tiki.vn, fado.vn, vật giá.com cũng đang phối hợp với Bộ Công Thương ra soát gỡ bỏ và xử lý các gian hàng vi phạm. Tính từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, cả nước xuất hiện 34 ổ dịch cúm gia cầm, trong đó có 29 ổ dịch do virus cúm AH5N6 và 5 ổ dịch do virus cúm AH5N1. Tổng số gia cầm chết tiêu hủy là hơn 100.000 con. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay có 10 tỉnh thành xuất hiện dịch cúm gia cầm. Để phòng ngừa dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các vùng trọng điểm vùng nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 08/2020 quy định giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, mức giá tối đa là 925 triệu đồng. Căn cứ giá tối đa quy định này và căn cứ vào khả năng ngân sách, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quyết định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cung cấp thông qua để làm căn cứ cung cấp sản phẩm dịch vụ theo quy định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3 tháng 4 năm 2020. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2406 yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chủ động ra soát, công khai kịp thời đầy đủ các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đẩy mạnh việc cung cấp, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân tổ chức, tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực, giảm thời gian chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, cũng như hạn chế tiếp xúc trực tiếp nơi đông người nhằm phòng chống và hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến đời sống kinh tế xã hội. Đối với các thủ tục hành chính có thu phí lệ phí, các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu phí lệ phí qua bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các sự kiện chính trị và phát triển kinh tế của địa phương, phục vụ đời sống của nhân dân vào mùa nắng nóng năm 2020 trên địa bàn 10 huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Công ty Điện lực Thanh Hóa có kế hoạch nâng cấp, thay thế đường dây và các thiết bị tại các trạm 110 kV Thiệu Yên E9.5, trạm 110 kV Ngọc Lạc E9.21, trạm 110 kV Bá Thước E9.12 trước khi bước vào mùa nắng nóng năm 2020. Thời gian cắt điện từ 2 giờ đến 17 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Các khu vực sẽ bị cắt điện hoàn toàn các phụ tải gồm các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát. Khu vực sẽ bị cắt điện một phần phụ tải gồm các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Yên Định, Cẩm Thủy. Công ty Điện lực Thanh Hóa thông báo để quý khách hàng sử dụng điện được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Theo thông tin trên báo điện tử VOV, tại phiên họp ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lộ trình tăng lương phải đi cùng với lộ trình giảm biên chế, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Tờ báo đưa ra phân tích, thực trạng vấn đề tiền công, tiền lương hiện nay và đội ngũ cán bộ công chức có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết tính toán lại điều chỉnh lương chúng ta đã thực hiện nhiều lần nhưng vẫn chẳng có ý nghĩa gì với thực tế chi phí cho mức sống tối thiểu của người lao động việc tìm nguồn và bố trí nguồn để tăng lương là việc khó nhưng không phải khó đến mức không thể làm được câu chuyện khó thực hiện hơn cả chính là tinh giản biên chế một bộ máy cồng kênh có quá nhiều nhân lực yếu kém khiến hiệu quả công việc năng suất lao động luôn ở mức thấp Vậy nên, chỉ khi việc tinh giản biên chế phải thực hiện hiệu quả thì chúng ta có điều kiện trả lương cao cho người làm việc tốt. Hệ thống cơ quan nhà nước khi đó mới mong thu hút được người tài và cũng có thể giải quyết nhiều bài toán bất cập hiện nay trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Báo Công Thương cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 tới đây, Đoàn thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban Châu Âu tiếp tục sang Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và theo quy định IUU. Nếu kết quả kiểm tra không đáp ứng được các khuyến nghị của EC, nguy cơ thẻ vàng chuyển thành thẻ đỏ rất cao. Qua hai đợt kiểm tra trước đó, đoàn thanh tra của EC ghi nhận sự vào cuộc tích cực của Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài chưa có dấu hiệu giảm. Do đó, để không bị thẻ đỏ tiến tới gỡ thẻ vàng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương cần ngăn chặn xử lý kịp thời có hiệu quả tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, đảm bảo kiểm soát 100% sản lượng cập bến tại các cảng cá chỉ định và thu hồi 100% nhật ký khai thác của các tàu cá cập cảng truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất sang thị trường EU. Bài viết với nhan đề Nỗi lo đứt nguồn cung, áp lực tăng nợ xấu đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet nêu lên thực tế. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, không chỉ ngành dệt may mà nhiều ngành sản xuất trong nước cũng đang đối mặt với khó khăn do nguồn cung cấp phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Tờ báo nêu dẫn chứng, sản xuất lắp ráp ô tô tải đang đứng trước nguy cơ dừng hoạt động hàng loạt nhà máy một số doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tải tại Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng sản xuất từ đầu tháng 3 năm 2020 do hết bộ linh kiện và không tìm được nguồn thay thế. Nhiều doanh nghiệp điện tử cũng chỉ còn đủ lượng linh kiện phục vụ cho sản xuất đến giữa hoặc cuối tháng 3 năm 2020. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 49.700 tỷ đồng, giảm 7,87% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nếu nhà nước không có các giải pháp hỗ trợ giãn nợ thì doanh nghiệp rất dễ bị rơi vào nhóm nợ xấu. Khi đã bị đưa vào nhóm nợ xấu thì không tiếp tục được vay vốn nữa, càng khó phục hồi sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, dù nhóm ngành du lịch bùng nổ nhưng trên thực tế, việc đào tạo, cung cấp nhân lực lại chưa đáp ứng được nhu cầu. Thông tin được đề cập trên báo Đại đoàn kết. Đáng chú ý là hiện nay nhân lực du lịch vẫn tồn tại tình trạng cao thiếu, yếu thừa, có nghĩa là người có trình độ rất ít, trong khi đó đội ngũ nghiệp dư lại rất nhiều. Với tốc độ tăng trưởng du lịch như hiện nay, yêu cầu mỗi năm phải đào tạo thêm 25.000 lao động mới và phải đào tạo lại số lượng tương tự. Tuy nhiên, quy mô và chất lượng nhân lực lại đang là vấn đề lớn đối với ngành du lịch. Cả nước hiện có trên 1,3 triệu lao động du lịch, chiếm khoảng 2,5% tổng lao động cả nước. Trong đó chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ bài viết cân nhắc khi lựa chọn trung tâm tiếng anh cho trẻ đăng trên báo thanh hóa nêu lên vấn đề cho trẻ tiếp cận với ngoại ngữ từ sớm là hướng đi đúng và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay của các gia đình tuy nhiên tiếp cận như thế nào mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn ra sao lựa chọn trung tâm như thế nào để trẻ đạt được kết quả tốt nhất cho mỗi lứa tuổi và cả tương lai lâu dài thì không hẳn ai cũng biết Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 120 trung tâm ngoại ngữ tin học được cấp phép hoạt động, trong đó có 5 trung tâm ngoại ngữ tin học và 115 trung tâm ngoại ngữ. Để cạnh tranh, các trung tâm đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi học phí, thuê giáo viên người bản xứ đứng lớp, đẩy mạnh quảng cáo về chương trình học ưu Việt hấp dẫn. Tuy nhiên, chất lượng giảng dạy của các trung tâm liệu có bảo đảm đúng như quảng cáo? Trình độ của giáo viên tại các trung tâm có đạt chuẩn hay không? Đây là điều mà nhiều bậc phụ huynh khó có thể đánh giá chính xác bởi đến nay vẫn chưa có một thước đo chuẩn nào trong việc đánh giá chất lượng của các trung tâm này. Thưa quý vị và các bạn, tuyến xe buýt nhanh số 04 thành phố Thanh Hóa, thị trấn Thường Xuân vừa chính thức đi vào hoạt động. Tuyến xe buýt nhanh này sẽ có tối thiểu 48 chuyến một ngày với tần suất hoạt động trong giờ cao điểm 15 phút một chuyến, giờ thấp điểm từ 20 đến 25 phút một chuyến. Cụ thể tuyến xe buýt nhanh số 4 có cự ly 70 km, lộ trình cơ bản Đại học Hồng Đức đường Quang Trung, khách sạn Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp, làng SOS, quốc lộ 47, Bích Thanh Hóa, đại lộ Lê Lợi, chợ Vườn Hoa, Biêu Điện Tỉnh, đường Trần Phú, chợ Tây Thành, ngã tư Phú Sơn, thị trấn Nhồi, quốc lộ 47, ngã ba Cầu Thiều, thị trấn Dắt, Triệu Sơn, ngã tư Dân Lực, thị trấn Sao Vàng, thị trấn Lâm Sơn, thị trấn Thường Xuân và ngược lại. Số lượng phương tiện tối thiểu trên tuyến là 14 xe vận doanh, có 2 xe dự phòng. Thời gian thực hiện một chuyến xe một chiều là 100 phút. Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu hai huyện Hậu Lộc và Hoàng Hóa ban hành quyết định đình chỉ bến đò ở xã Hoàng Trường và ở xã Hải Lộc do chưa có giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, lái đò chưa có chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa. Tuy nhiên đến nay, hai bến đò này vẫn ngang nhiên hoạt động. Đây là những hình ảnh phóng viên chương trình An toàn giao thông 24 giờ vừa mới ghi lại gần như hai đỏ ngang xã Hoàng Trường và xã Hoàng Yến vẫn hoạt động liên tục. Do đỏ hoạt động trên sông Lạch Trường và nối hai huyện Hậu Lộc và Hoàng Hóa, nên không chỉ người dân trên địa bàn hai huyện thường xuyên qua lại, mà còn rất đông người và phương tiện ở các huyện, Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa, đi thu mua hải sản lưu thông trên đò. Việc bến đò bị đình chỉ nhưng vẫn cố hoạt động là hành vi vi phạm quy định của luật giao thông đường thủy. Do không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về điều kiện mở bến và hoạt động vận chuyển khách ngang sông, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường thủy. Thế nhưng, hiện tại, cả người điều khiển và khách đi đò đều không mặc áo phao hoặc sử dụng cục nổi cầm tay. Trao đổi với phóng viên về tình trạng đò bị đình chỉ hoạt động đã 2 năm nay nhưng vẫn hoạt động, chủ đò xã Hải Lập cho rằng các cơ quan chức năng đã chấp thuận cho đò hoạt động. Chúng tôi yêu cầu cấp phép, rồi lên sở tổng tạo chúng tôi có đưa đến đó rồi. Nhà thông trong huyện thì chúng tôi là sự huyện rồi. Và cùng địa phương đồng ý và nhân chúng bà con nhân dân địa phương dân sinh là cũng đồng ý để cái lại được hoạt động. Tuy nhiên làm việc với đại diện Ủy ban dân xã Hải Lộc huyện Hậu Lộc lại cho biết sau khi Ủy ban dân tỉnh có quyết định đình chỉ đò ngừng hoạt động, xã đã thông báo cho chủ đò quyết định đình chỉ, đồng thời thành lập ban giám sát hoạt động của đò. Công an thường xuyên có cái báo cáo về cho xã là vào buổi chiều, vào 4 giờ chiều hàng ngày nên có lúc thì xuống thì là gần như là thấy đò lại không không hoạt động. cho nên là từ đó thì xã cũng, cũng 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 không cái thường xuyên. Được biết trên sông Lạch Trường có hai bến và hai đò, gồm một của xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa và một của xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, luân phiên hoạt động. do hai bến này không nằm trong quy hoạch mở bến khách ngang sông của tỉnh và người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn nên ngày 13 tháng 2 năm 2018, ủy ban dân tỉnh đã có công văn số 1802 yêu cầu đình chỉ hoạt động bến đò Hải Lộc và Hoàng Trường. Theo đó, Ủy ban dân huyện Hậu Lộc và Hoàng Hóa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của bến đò và giao trách nhiệm cho phòng kinh tế hạ tầng, ủy ban dân xã và công an huyện phối hợp giám sát, yêu cầu chủ đò chấp hành. Trường hợp tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nếu chủ đò vẫn cố tình hoạt động. Đến nay quyết định có hiệu lực đã 2 năm nhưng đò thì vẫn hoạt động và đang ngày càng xuống cấp do không được sửa chữa nâng cấp đề nghị ủy ban dân các huyện hậu lộc hoang hóa và lực lượng chức năng sớm vào cuộc có biện pháp quyết liệt chấm dứt hoạt động bến đỏ không phép để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy chương trình thanh hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại